chào quý vị và các bạn. Bây giờ thì Sài Gòn đã bắt đầu đổ một cái cơn mưa và dự kiến hôm nay thì trời sẽ mưa rất là lớn. Mình đang đứng ở đây là trên một cái con phố nhỏ trên đường Vĩnh Viễn đây. Đây có nhiều người thì mặc áo mưa rồi, tuy nhiên có một số bạn thì không mặc áo mưa, vẫn đi như là không có gì xảy ra. Bây giờ mình sẽ đặt máy xuống đây để quay về cái cảnh mưa cho quý vị các bạn coi nhé. Các bạn thấy cái cơn mưa ở Việt Nam đó.
thấy là có những người thì đang đội áo mưa mà đi. Đây một cái cô gái lấy áo ra chùm lên đầu để đi đó các bạn. Đó, trời thì vẫn đang mưa. Những cái cơn mưa bên kia thì mình thấy một cái người phụ nữ mang cái chiếc dù màu tím, xách cái túi màu vàng. Có những người quên không mặc áo mưa thì họ chấp nhận chịu ướt. Đây một cái em gái nữa này, chạy cái chiếc xe. Có hai ông cháu băng qua đường mà không có mặc áo mưa các bạn nhỉ. Rất là nhiều thanh niên chịu ướt. Đây một cái người phụ nữ chạy chiếc xe 81 này. Đây là có lẽ là mấy em gái. Bây giờ em ấy bỏ cái ba lô xuống. Đây em ấy bỏ cái chiếc ba lô xuống và có lẽ là em sẽ lấy áo mưa ra. Lấy áo mưa ra để mặc các bạn. Trời mưa mà không mặc áo mưa thì rất dễ bị ướt các bạn ơi. Đó, cơn mưa này thì dự kiến là sẽ còn rất là dài. Bán bánh mì, bánh bò, mì nóng, bánh bò đấy các bạn. Rồi, hai bạn gái này ướt hết rồi. Một cái cô áo vàng nữa. Trời mưa mà không mặc áo mưa thì chắc chắn là sẽ bị ướt các bạn ạ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt các bạn. Đây một cái người đàn ông đi giao thức ăn này các bạn này. Đó.